Chúng tôi cần biết tổng số người từ khu vực của cậu. Tôi đến từ vùng Bắc Trung Bộ, có 200 người đều sẵn sàng. Tôi từ miền Bắc, có 250 người. Tôi từ miền Nam, có 350 người. Tôi từ phía Đông, có 300 người. Tôi từ miền Tây, có 350 người. Tổng số là bao nhiêu? 1.500 người. Đủ rồi đó. Chúng ta đang ở đây. Đây là nơi họ gặp nhau. Từ 10 đến 15, hợp đồng nói rằng không có ai báo động hết. Chúng tôi cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ mọi người. Bọn tôi muốn loại bỏ sự tham nhũng trong bộ máy chính phủ quốc gia. Người dân bọn tôi khổ sở từng ngày. Vũ khí và thực phẩm sẽ được chuyển trong 2 ngày làm việc. Chúng tôi có đủ thiết bị đạn dược và vật liệu để thực hiện thành công nhiệm vụ này. Mọi người sẵn sàng chưa? Bộ phim Dòng máu đối nghịch. Charlie, từ trên cao thấy có 20 xe cảnh sát và ít nhất 3 xe cứu thương từ bên ngoài hiện trường. Dựa trên một báo cáo từ một nhân chứng, một người châu Á không xác định đã tiến vào câu lạc bộ và một cuộc ẩu đả đã nổ ra. Trong vòng vài phút, một số khách hàng quen của hộp đêm ở trong đã bị bắn chết hoặc bị thương. Jennifer, có bất kỳ báo cáo nào từ cảnh sát về động cơ của kẻ nổ súng không? Không có tin chính thức từ cảnh sát, nhưng một nguồn tin đã cho HTC7 biết trước đây đã có sự cố ở câu lạc bộ và có thể liên quan. Tuy nhiên, cảnh sát chưa đưa ra kết luận xác định động cơ của người bắn. Quay lại với bạn Charlie. Cảm ơn Jennifer.
chuyện quái quỷ gì xảy ra hôm qua vậy? Tên đó lại làm vậy nữa thưa ông. Bao nhiêu người chết rồi? 8 người chết, 9 người trong tình trạng nguy kịch. Thám tử Murphy, chúng ta có mô tả gì về người này? Chúng ta có. Mô tả chúng tôi có từ nhân chứng là người đàn ông châu Á, 20 tuổi, 68 đến 70 kg, cao dưới 1m75, với mái tóc dài và sẫm màu. Tôi muốn cậu tìm ra người này. Dạ thưa ông. Sếp, cách duy nhất chúng ta có thể bắt được anh ta là tìm hiểu xem anh ta làm việc cho ai. Chúng ta phải gây áp lực. Tiếp theo là gì thưa sếp? Chúng ta cần đưa ra nhiều đội hơn, nhưng chúng ta sẽ tăng cường tuần tra và bổ nhiệm nhiều sĩ quan hơn vào các ca đêm. Chúng ta phải làm việc một cách thông minh hơn nếu chúng ta muốn tìm xem tên này đang làm việc cho ai. Nếu không, bọn Fest sẽ nhập cuộc. Thưa sếp, chúng ta cần thành phố duyệt qua ngân sách để tăng cường tuần tra. Thám tử Johnson, tôi muốn cậu lên bản kế hoạch ngân sách. Tôi sẽ có cuộc họp với thị trưởng chiều nay. Tôi có cảm giác điều này có liên quan đến khoản tài trợ 40 triệu đô. Chúng ta không thể giả định bất cứ điều gì hết cho đến khi bắt được tên này. Chúng ta phải làm tốt nhất có thể. Anh cứ tiếp tục theo dõi khoản tiền đi, Johnson. Jimmy, anh có nghe về vụ nổ súng ở hộp đêm không? Không, sao vậy? Em không biết, nhưng cảnh sát nói người này hẳn là đã được đào tạo chuyên sâu về võ thuật. Có liên quan gì tới anh? Có khi anh quen người này đó, hay là ai đó từ trường võ thuật của anh? Có khi vậy. Nè, anh đọc đi. Nô tu, khi nào công việc bắt đầu? Tôi bắt đầu lúc nào cũng được. Thứ hai tới được không? Tôi có thể bắt đầu vào thứ hai tới. Tôi sẽ xếp lịch cho ông vào thứ hai. Cảm ơn ông. Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi. Hẹn gặp vào thứ hai. Tôi cần anh giúp. Tôi thiếu 34 triệu đô. Không thành vấn đề. Anh cần loại tiền tệ gì? Đô la hay đồng rúp? Đô la. Được thôi anh bạn. Ông chủ, tôi đã làm ông thất vọng. Không được nói như vậy. Đủ rồi. Hai con quà nhau. Cảm ơn sư phụ. Thầy có vài điều khuyên mấy đứa. Chen, con là con trai duy nhất của ba. Con phải kiên nhẫn với bất kỳ việc gì mình làm. Jimmy, con rất nhẫn nại và đã luôn làm rất tốt. Hãy nhớ, đừng bao giờ đánh rơi cảnh giác.
Dạo này sao rồi con trai? Vẫn ổn thưa ba. Xem quanh đây đi. Những căn nhà, những mảnh đất sẽ là tài sản tốt cho chúng ta, giúp ta định hình trong tương lai. Nhưng điều quan trọng nhất sẽ là con đó. Dạ thưa ba. Ba, con vẫn luôn nghĩ, đừng có nhắc tới nữa. Nè, có chuyện gì? Có cơm tối rồi. Ở trường dạo này sao rồi mấy đứa? Cũng rất tốt. Con cũng vậy. Tốt. Có điều này ta muốn nói với mấy đứa. Cậu không muốn chuyện gì xảy đến với chúng ta. Tụi con phải nhận ra là mình vẫn còn đoạn đường dài phải đi. Việc của cậu làm là đảm bảo cho các con có một tương lai tốt đẹp. Các con phải hiểu rõ điều đó. Ok. Chào buổi chiều sếp. Cần gì nữa không? Tôi không cần gì hết. Vậy đến đây làm gì? Tôi đến để báo cáo FBI đang tìm kiếm ông. Tốt lắm. Là việc của cậu đó. Lo liệu đi. Được, tôi sẽ thực hiện. Tango sao rồi? Là trường dạy võ thuật. De Angelo thì sao? Ông James, mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị. Mọi việc đều trong tầm kiểm soát. Được rồi. Cậu nhận nhiệm vụ đó. Tiếp theo là gì? Hộp đêm của Valentino. Nó sẽ là của chúng ta trong vòng vài ngày. Tốt.
Nhưng còn điều này, cảnh sát đang nhắm vào chúng ta. Không được sai sót. Thay đổi kế hoạch, sẽ có một người thay thế. Thay thế sao? Đúng vậy. Ông James, ông muốn thay thế ai? Không ai trong số các cậu. Sẽ có một người ngoài cuộc. Chúng tôi có tin được không? Tôi tin. Chào James, sao rồi anh bạn? Tôi cũng khỏe, còn anh? Rất tốt, cảm ơn. Điều gì mang anh đến đây ngày hôm nay? Tôi cần một trong những chuyên gia của cậu. Chuyên gia nào? Một nữ chuyên gia. Có gì cho cô đây? Ở đâu? Tên mật mã là gì? Rất gần với nơi cô đang ở. Tên mật mã là Lin Chou. Chào các quý ông. Chúng tôi đến đây để gặp Vinny. Chờ một lát. Mấy anh ổn rồi, đi theo tôi.
các cậu làm cái quái gì ở đây? Ông nên biết tại sao rồi. Vinny, nếu ông đã làm những việc lẽ ra mình phải làm, thì bọn tôi đã không ở đây. Cậu nói gì vậy? Bọn tôi cần ông ký tất cả những cái này từ ngày hôm qua. Không ký con mẹ gì hết. Đừng có nghĩ bậy bạ. Nói người của ông dừng lại đi. Dừng lại. Ông có hai lựa chọn: nơi này hoặc mạng của mình. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi muốn nhận phòng. Tên cô là gì? Helena. Được rồi, họ của cô? Jochevic. Helena Jochevic. Cô sẽ ở tầng 25, phòng 2505. Tận hưởng kỳ nghỉ nhé. Xin chào. Tôi giúp được gì cho anh? Tôi nghĩ cậu phải biết làm gì. Cô biết nói tiếng Anh không? Anh đến muộn. Oh, cô có à? Xin lỗi, kẹt xe. Bỏ súng xuống đi. Có quá nhiều người vô tội ở đây. Đừng giỡn mặt với tôi. Tôi không dám. Ông chủ muốn đảm bảo rằng cô nhận được cái này. Tôi đang tìm ông Chao Giang. Tôi xin lỗi, ông ấy qua đời từ tuần trước rồi. Vậy thì buồn quá. Anh trai của ông ấy, Pao, sẽ tiếp quản nơi này. Được thôi. Cậu có biết tôi có thể tìm anh trai ông ấy ở đâu không? Quán đóng cửa rồi. Không thể như vậy. Cô là ai? Thời gian của anh đã hết rồi. Một phát súng đã vang lên đêm qua trong hộp đêm South Paul và chủ sở hữu đã chết. Câu chuyện phía sau là ba người đàn ông và một người phụ nữ đã tiến vào hộp đêm ba hôm trước. Họ yêu cầu chủ sở hữu ký một loại tài liệu nào đó. Ông ấy từ chối và dẫn đến cuộc tranh cãi bạo lực. Liệu cuộc chiến đó và trận xả súng đêm qua có liên quan đến nhau hay không, vẫn chưa xác định được. Chúng tôi sẽ nói chuyện với một số thám tử ở đây. Một nguồn tin trong bộ phận cảnh sát nói rằng chúng không có liên quan, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ. Tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin tại thời điểm này. Đây là một hiện trường vụ án thực sự vẫn đang được điều tra. Tôi xin lỗi. Điều tra viên sẽ được trả lời tất cả những câu hỏi của anh. Ai là người điều tra chính? Thám tử Lee. Ông Pao, cứ thư giãn đi. Tôi về rồi đây ông Pao. Chúa ơi. Cô gái nào? Da đen, da trắng, Tây Ban Nha hay là Mỹ? Cô ấy da trắng. Tôi không chắc, nhưng chắc là
da trắng. Xin chào, tôi là Thám Tử Ly. Cô là Gina. Tina. Chủ nhân của mày đâu? Không có ở đây. Cút khỏi đây đi. Quay lại. Đúng rồi. Làm đi. Yep, vậy. Yes, yes. Đổi tướng đi. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Tôi tìm Ricky Jones. Cậu là ai? Friend. Một người bạn. Ricky ở trong đó. Đưa giúp tôi cái đó cho anh ta. Ricky John. Anh quay lại lần nữa sau, đúng. Well, I decided it's not to my best interest to sign that contract. What's not in your best interest to have an option? Đó chứ gì? Fuck you, man. Mẹ kiếp. I ain't signing tôi shit. Tôi không có ký cái quá gì hết. Hey, Ricky. You okay? Không sao chứ? Vẫn ổn anh bạn. Làm gì mà tức giận thế? Thật là nhảm nhí. Ông James, bọn họ thi trượt rồi. Mẹ kiếp. Sao không để Tommy làm?
Xin chào Tommy. Bọn họ thất bại rồi. Đến lượt cậu. Được. Đừng có thực hiện ở trường. Phải làm xong trong 24 tiếng. Cẩn thận đó. Dạ. Xin lỗi. Your stuff? Đồ của anh sao? Xin lỗi. Sao anh theo dõi tôi? Nếu như không muốn chết thì đừng có đến cái trường võ thuật đó nữa. Thấy cái này không? Tango. Chúng ta đã có mọi thứ này gần 15 năm rồi. Nơi này, ngôi trường võ thuật đã không làm được điều đó. Chúng ta phải lấy nó ra, nếu không thì sẽ không lấy được khoản tiền còn lại. 40 triệu đô la. Chúng ta sẽ tiếp quản được toàn bộ thị trấn, toàn bộ doanh nghiệp. Tommy thất bại rồi. Bọn Fez cứ làm tôi thấy phiền chết được. Làm cho xong đi. Ông James, tôi sẽ lo liệu vụ này theo cách của mình và hoàn thành công việc.
có thể giúp được gì? Ba, có chuyện gì? Ai làm vậy với ba? Ba, ai đã làm như vậy? Ba, ba ơi. Có chuyện gì vậy Chen? Ba tôi. Có chuyện gì với thầy? Ai đó đã giết ông ấy tối qua. Cậu sẽ làm gì tiếp theo? Tôi sẽ tìm ra hắn. Chắc là ba cậu đã biết gì đó. Lin Chao, đúng vậy. Tôi có một nhiệm vụ giao cho cô. Theo dấu ai đây? Là Tommy. Đừng làm tôi thất vọng. Rất vui được gặp anh Tommy. Em gọi anh đến đây vì muốn gặp anh. Em có một nhiệm vụ trước khi phải rời đi. Để em thấy cái gì đó thoải mái hơn. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của em sao? Ông ta gửi em đến giết anh. Em nghĩ anh đã biết câu trả lời rồi. Thank you.
Lin Chao từ một người mà ông tin tưởng đã thất bại rồi. George. Thưa ông. Tên khốn làm gì ở đây? Tao đã để mày yên từ lần trước. Lần này tao không tha cho mày đâu. Tao cũng sẽ không để cho mày yên. Sao đánh nhau hoài vậy? Thôi đi. Giờ chúng ta về nhà chứ? Không đâu. Cả cuộc đời em đã được huấn luyện để bắn và giết. Em chưa bao giờ bắn trượt mục tiêu. Ngoại trừ mục tiêu cuối của mình. Đây là cơ hội của em đó. Em không muốn nhận lấy cơ hội này. Vậy thì bây giờ em đã tự biến mình thành mục tiêu rồi. Em đã quyết định rồi. Anh có ý nghĩa với em nhiều hơn chỉ là một mục tiêu. Em muốn anh biết rằng chúng ta không cần phải làm như vậy. Tôi không muốn lãng phí đạn của mình. Kiềm chế lại đi. Đừng có đánh nhau ở đây. Bắt anh ta. Em yêu anh. Cuối cùng thì chúng ta đã có thể nói lời tạm biệt. Lin. Lin. Xin lỗi anh bạn, cậu phải đi thôi. Cảnh sát sắp đến rồi.
Làm cái quái gì ở đây? Tôi muốn gặp cậu của cậu. Ông ấy không khỏe. Đi đi. Ông ấy gặp chuyện rồi. Ông ấy đâu rồi? Quan tâm làm gì? Chuyện này rất quan trọng. Tôi phải nói chuyện với ông ấy. Chào ông Jin. Hôm nay cảm thấy sao rồi? Tốt. Đây là thuốc. Cảm ơn cô. Ông muốn hỏi gì không? Không. Được rồi. Nếu có gì thì cứ cho tôi biết. Được. Cậu ơi, đây là anh trai của con. Brenda, đưa cái cặp lên đây cho cậu. Mở nó ra. Đưa cho cậu phong thư. Mấy đứa à, cậu có chuyện nói với tụi con hôm nay. Cậu không phải cậu ruột của mấy đứa. Ba con và cậu từng là bạn tốt. Tên thật của cậu là Diên. Trước khi ba các con qua đời, cậu đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho mấy đứa, nuôi mấy đứa lớn lên khỏe mạnh. Ba các con là bác sĩ tốt. James là sát thủ nhân viên chính phủ cấp cao ở châu Á. James và ba con từng là anh em. Bọn họ cố xây dựng việc làm ăn với quỹ 40 triệu đô la. Chúng ta vẫn còn 10 triệu đô nữa. Mình chỉ có 4 trong 10 triệu thôi. Vẫn phải tìm 6 triệu nữa. Không chỉ như vậy, chúng ta cần phải lấy hết mọi công việc quanh đây nữa. Sáu triệu đô. Như vậy thì nhiều quá. Chúng ta phải làm sao? Đừng lo. Có một doanh nhân giàu có, tôi quen sống ở đây. Ông ấy sẽ giúp chúng ta. Được rồi, tôi sẽ để cậu lo chuyện này. Doanh nhân giàu có đó đã cho họ mượn 6 triệu đô. Đây là hợp đồng. Còn anh trai của cậu thì sao? Đừng lo về cậu ấy.
Chúng ta về nhà được không? Không đâu. Tôi có thể làm gì cho ông? Có một việc cho cậu. Bất cứ điều gì cho ông. Tôi đang thiếu một số tài liệu quan trọng từ văn phòng. Tiến sĩ Chu, anh trai tôi đã lấy đi rồi. Tài liệu đó trị giá 40 triệu đô. 10 năm kể từ bây giờ sẽ thành 400 triệu đô. Dân thưa ông, cậu biết phải bắt đầu từ đâu rồi. Dạ. Xin chào. Tôi không thể đến đón con. Chắc tụi nhỏ phải ở đó đêm nay. Được thôi. Trong chiếc cặp này có những tài liệu quan trọng. Tôi gọi ông đến đây. Tôi muốn ông giữ nó. Sao ông nói như vậy? Giờ thì James và người của cậu ấy đang tìm kiếm tôi và sẽ không để tôi yên. Đúng vậy. Nếu việc lớn như vậy sao không báo cảnh sát? Vẫn không phải lúc. Cậu cần giúp chuyện gì? Có hai việc tôi cần ông giúp. Đầu tiên tôi cần ông giúp bọn trẻ. Tôi có ba đứa con. Tôi rất thương bọn chúng. Đứa lớn nhất ở với James, hai đứa kia ở nhà trẻ. Thứ hai là chiếc cặp tôi đã nhắc đến. Tôi muốn ông giữ nó. Đừng để ai đặt quyền sở hữu của nó hết. Sau khi ba của tụi con đưa cậu chiếc cặp, cậu ấy đã nói rằng nếu có chuyện gì xảy đến thì mọi tài liệu trong chiếc cặp sẽ thuộc về các con. Người của James đã ở bên ngoài lúc đó. Nhưng có chừng. Tôi bị bắn rồi, Vinh. Đi thôi, cố lên, bọn họ sắp đến rồi. Nhiệt độ là 71 độ. Tới anh đó cha. Cảm ơn Lisa. Tiếp theo là một vụ giết người được báo cáo từ phía bắc thành phố Chuyên. Khoảng 9 giờ tối, một người đàn ông được tìm thấy đã tử vong ở trong rừng. Cảnh sát vẫn chưa kết luận được vụ án. Mọi việc vẫn đang được điều tra. Tiếp đến là một việc kinh doanh địa phương ở thành phố Chuyên. Cô có xem tin tức không? Không có gì. Ba đâu rồi? Ba đang ở nhà. Ba đang đến. Không đến đâu. Ba kêu chú đến đón tụi con. Con nhớ ba quá. Chú chắc là ba cũng nhớ cháu đó. Đi thôi. James không chỉ giết ba con mà còn chia cắt các con đến ngày hôm nay. Xin lỗi vì cậu đã không thể cứu ba con. Không sao đâu cậu. Cậu như là ba của tụi con rồi. Thank you.
Chào James. Làm sao mà tôi có vinh hạnh nhận được cuộc gọi này? Cô ấy đi rồi. Ai ra đi? Helena. Helena. James. Cái gì tiếp theo đây? Tôi cần tiền của mình. Tôi cần cái khác. Không. Không còn nữa đâu, James. Đây là lần thứ hai rồi. Vậy thì ông sẽ nhận được một nửa số tiền. Đó là ý gì? Cô ấy thất bại trong nhiệm vụ của mình. Thất bại? Helena không bao giờ thất bại. Cô ấy đã thất bại thật sự, ông hiểu không? Ông đã chơi chiến thuật bẩn thỉu. Ông nên biết từ bây giờ đi. Ông không bảo vệ cô ấy. Giống như ở châu Á. Đừng có nhắc đến chuyện quá khứ. Nếu không thì sẽ không được xu nào. Tôi sẽ có thôi. Ông biết mà. Vậy thì tự đến mà lấy. Tôi sẽ tự đi, anh bạn. Đặc vụ chung và tôi đã làm việc bí mật với nhau. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát trưởng David qua điện thoại. Ông ấy đã giới thiệu ông cho bọn tôi về một người đàn ông mang tên James. Tôi muốn gặp ông ấy. Có gì đó liên quan đến 40 triệu đô trong nguồn tài trợ từ 15 năm trước. Ông có biết James ở đâu không? Tôi đã nghe một chút về người này. Tôi nghe nói ông ấy có nhiều tiền. Có thể bay đến Bangkok bằng phi cơ riêng và quay lại vào ngày hôm sau. Sếp, hai nhân viên FBI đang tìm sếp. Họ muốn biết về sếp. Chúng ta phải làm sao? Đó là việc của cậu. Cậu biết phải làm như thế nào. Tiêu diệt hết cho tôi. Đây là 50%. Tôi sẽ đưa đủ khi xong chuyện. Không chỉ như vậy, cậu sẽ trở thành cánh tay phải duy nhất của tôi. Jimmy, tuy cậu ấy không phải cậu ruột của chúng ta, nhưng đã nuôi dưỡng mọi người suốt 15 năm. Chúng ta phải chăm sóc tốt cho ông ấy. Ngày hôm đó khi anh phải giết sư phụ Quang, bao gồm cả em nữa. Nhưng anh không thể. Jimmy!
gấp đôi rồi. Khoản nợ đã được giải quyết. Vì Helena, nó phải được trả bằng máu. Cầm tiền và đi đi. Hy vọng ông thích buổi biểu diễn nhỏ này đó, Jem. Tên khốn. Cặp hồ sơ. Quay lại. Giết ông ta đi, Tango. Nhanh. Johnson, sao rồi? Đóng cửa lại được không? Lee đang nghỉ trong 2 tuần tới rồi. Nhưng ông ấy gọi sáng nay để chỉ xin 1 ngày. Thật không? Chúng ta có đủ bằng chứng không? Có, chúng ta đủ bằng chứng để tóm Lee. Khi nào? Hôm nay. Đặc vụ FBI đây, Chung, anh đã bị bắt. Tội gì? Vì đã giết 2 điệp vụ FBI và hỗ trợ các hoạt động phạm pháp. Cần nhiều hơn thế để bắt tôi. Anh bạn, tôi sẽ không làm vậy đâu. Tommy, chúng ta làm gì đây? Anh sẽ lo vụ này. Không, chúng ta phải làm với nhau. Em không hiểu đâu. Ông Jem là một người ác độc. Ai cản đường ông ấy thì ông ấy sẽ giết. Em không sợ. Jimmy, em là em trai duy nhất của anh. Anh không muốn chuyện gì xảy ra.
Nhưng Brenda cũng là em gái của mình. Hãy để em giúp anh. Không chỉ vì chúng ta, cho cả ba, Brenda và cậu chúng ta nữa. Được thôi. Chúng ta có mọi thứ trong tay, Tango. Tất cả các việc làm, mọi tài liệu đã ký. Bắt đầu tìm kiếm một văn phòng mới đi. Tôi thấy một chỗ tốt ở trung tâm thành phố. Khi nào thì mình xem được. Tôi sẽ xem khi chỗ nào đó trống. Anh sẽ nói ông nghe về người của James. Ở trong nhóm có một người cực hung tợn, tên hắn là Ryder. Tránh xa tên đó ra. Để anh lo tên đó. Jen, người giết ba cậu là Tango. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ông nghĩ sao? Tôi thích chỗ này. Sẽ sớm thôi, chỗ này sẽ trở thành nơi hoạt động mới của chúng ta. Nhưng có một điều cần phải làm trước khi tiến hành. Thời gian không còn nhiều. Chúng ta phải lấy nó trước khi quá muộn. Đừng lo, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì để có thể thực hiện xong. Tốt. Lin ở đâu rồi? Chắc trên đường tới rồi. Ba vẫn đang đợi các con đây. Mọi thứ ba làm đều là cho mấy đứa. Mong là một ngày nào đó con sẽ dẫn dắt công việc này. Vẫn chưa quá muộn. Im đi. Tôi không muốn nghe những lời đó. Hôm nay tôi ở đây để tìm kiếm sự thật. Tuyệt. Hôm nay tụi bay sẽ chết ở đây. Bước vào rồi thì không có đường ra. Xử bọn chúng. Tên khốn, mày đã giết ba tao. Tụi bay nên nhìn thấy cái nhìn trên mặt ba tụi bay ngay trước khi tao kéo cò. Tên khốn, ngày tàn của mày tới rồi. Thank you.
Brenda và cậu của tôi đâu? Cậu à? Tao mới là cậu của mày. Ông không phải cậu tôi. Jimmy, đợi đã. Chính hắn đã giết ba chúng ta. Kể cả khi em giết hắn, ba chúng ta cũng không sống lại. Để tao nói cho tụi bay biết sự thật. Anh trai. Ông ấy không phải là người đã giết ba con. Là cậu đã giết ba con. Cậu làm gì vậy Vinh? Đây là tất cả tài liệu. Còn gì khác nữa không? Cuộc chơi kết thúc rồi. Brenda, tên khốn, mày nghĩ mày thông minh lắm sao? Tao khôn hơn mày đó. Tao tưởng mày đã chết rồi chứ. Tao chưa chết được đâu. Tao chờ được 15 năm rồi. Mau ký mấy tài liệu này cho tao, và tao sẽ gửi bọn bay về với ba tụi bay. Cậu à, thật không thể tin, cậu đã nuôi nấng bọn con đến ngày hôm nay, chỉ vì muốn bọn con ký lấy đống giấy tờ này. Ký đi, không thì nó sẽ chết. Tôi đã sống cảm thấy tội lỗi suốt 15 năm nay rồi. Không ngờ tên khốn đó là ông. Tôi thật không thể ngờ. Dừng lại, cảnh sát đây. Bỏ súng xuống. Nhanh lên, bỏ súng xuống. Quay lưng lại. Giơ tay lên. Put your hands up!
Johnson, còng họ lại. Đưa hắn đi. Tôi tưởng đó là ông James, nhưng quá ra lại là ông. Mọi vấn đề này là do ông gây ra. Giải hắn đi. Anh hai, anh sẽ ổn thôi. Jimmy, anh xin lỗi. Anh không có lỗi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh. Em à, mặc dù chúng ta bị chia cắt, chúng ta đều là máu mủ. Em có hiểu không? Brenda, Jen, không sao hết, đừng khóc, sẽ ổn thôi. Brenda, Tommy, anh có sao không? Anh ổn. Tommy, Jimmy, đi xem cậu thế nào đi. Cậu, Jimmy, bên trong chiếc cặp đó, là mơ ước của ba con. Cậu à, she